Theo đường đi Hồ Đồng Quan, cảnh núi non sông hồ nước rất là đẹp. Đây là hoa tím như là hoa giấy, nhưng đấy nó không phải cây hoa giấy. Đường sạch sẽ, mát mẻ, không khí trong lành. Hà Nội có ngôi cũng có Sóc Sơn này là rất là đẹp, cảnh quan rất thiên nhiên ban tặng, rất là phải nói là khí tuyệt vời. Khu nội thành cũng bao giờ có được cái địa điểm như thế này. Tôi đang đi lên cái khu tượng tượng đài Thành Gióng. Đây, khu lên tượng đài Thành Gióng này 3 km.